Xin chào tất cả các bạn đã ghé thăm kênh Học Canva ứng dụng. Mình là Nguyễn Đình Hiển, sẽ hỗ trợ các bạn trong bài học hôm nay về cái vấn đề là phông chữ từ Canva. Có một bạn gửi về mail cho mình hỏi cái vấn đề là cái phông chữ typewriter này nó có hỗ trợ về cái tiếng Việt mà không bị lỗi khi sử dụng hay không. Hôm nay mình cũng đã tìm hiểu, bỏ ít thời gian ra mình tìm hiểu và lọc ra được thì nó có cái kiểu trên cái font mà Canva nó hỗ trợ với từ khóa là typewriter này thì nó có 7 phông chữ. Nó có 7 phông thì mình cũng liệt kê ra và mình demo hết tất cả các 7 phông này. Để giúp các bạn là nhìn ra được phông nào là nó có bị lỗi hay là phông nào sử dụng được. Nhìn thì đôi lúc mình nhìn thì nó hao nhau, nhưng mà nó có lỗi ở một số chữ như là chữ này. Đây, chữ Y. Chữ Y nếu mà thật sự nó hỗ trợ thì là đúng chữ Y nhỏ này. Và chữ Y này là chữ Y bị lỗi ở cái phông trong Lumiod Typewriter tab này. Rồi các bạn có thể xem tham khảo qua, mình sẽ chạy slide để các bạn có thể nhìn ra được cũng như giải đáp cái câu hỏi của bạn đã gửi về mail cho mình. Tên bạn đó hình như là tên Dũng thì phải. Về cái phông chữ typewriter, Rồi các bạn đã xem qua, mình có thể nhìn nhận được cái phông chữ nào lỗi, phông chữ nào không bị lỗi và có thể sử dụng cái keyword typewriter này trong cái 7 cái phông này để mình sử dụng tốt hơn. Kết thúc cái phần giải đáp về phông chữ Canva hôm nay. Nếu các bạn thấy chia sẻ của mình có hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký. Đừng quên bật chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.